Rồi nó ngon. Ngon quá bạn ơi. Ui, rồi cơm chín luôn rồi. Này mình ăn chung với dưa leo muối của mình nha. Dưa leo muối. Này mình ăn, con này mấy đứa nhỏ nó ăn nha bạn. Ngày hôm nay mưa gió ầm ầm trong nhà chống dịch nha bạn ơi, quá hạnh phúc rồi phải không cả nhà. Nhà gắn cố gắng giữ gìn sức khỏe để cùng mình chống dịch nha, quá ngon. Xin chào cả nhà, các bà xã ơi. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cô dì chú bác anh chị em đã đến với kênh Bình Trần nha. Hôm nay mình cũng có một clip nhỏ để giới thiệu cái bữa ăn gia đình của mình trong những ngày dịch nha bạn. Thì bữa ăn hôm nay đối với mình là quá trời tốt ngon nha bạn. Quá trời ngon này, quá trời ấm cúng. Thì đa số là đồ nhà tự làm không bạn ơi. Đây là món hộp dịch mà vợ mình nó tự làm nha bạn trong những ngày mà mưa hổng nè. Nhà dịch muối. Những cái này là có điều của clip hướng dẫn làm bạn ơi. Nó chia sẻ. Mình nhỏ con gái mình nãy giờ nó lụm lụm nãy giờ cũng hết uống nửa trứng này. Ăn ngon không? Ngon không bà xã? Với người lộn ngon không gái? Ngon. Mặn ăn chung cơm mà. Ngon. Ngon. Mặn mặn vừa ăn. Miếng này mặn hơn ta. Đen đen này nè. Cũng vậy hả? Tại nó hộp dịch nó chắc cái sớm cái trễ. Ngon quá. Thơm á, béo mà thơm quá. Thơm gừng rồi thơm nữa. Xả. Thơm gừng năm xả. Mấy cái món này mình làm mình có video là chia sẻ cách làm các bạn. Cái này 15 ngày nè. Còn cái này là 7 ngày 8 ngày rồi nè, cũng có chia sẻ cách làm dưa này vợ mình làm nè. Cái này cũng vợ mình làm luôn, bữa hổm đi bắt cá cạn đó, người cũng có quay clip đó, người bắt cá cạn thấy không muốn nó về nhà mình làm. Hôm nay sẽ khui cái ăn luôn nha bạn. Thử cái món này coi. Em gấp không gấp không được em ơi. Tại cái tay trái làm không được, gấp bóc luôn. Nè. Tay em sạch, tay em sạch. Tay trái không bóc được rồi, giờ bóc cho. Ê giờ đút cho. Được rồi, được rồi. Con này gà muốn với lộn này một cái này rồi. Dưa chuột. Ngửa chưa mà bóc cái ghê trời. Trời, ta nói tới rửa rồi. Ghê quá. Con này tép này dành cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Tại nó bên đây có tép, nó ăn được, nó quái tép. Mình cũng mua cũng lâu bạn, gã đông nữa. Gã đông lại rồi mình làm cho ăn. Đây này, gã đông. Cái này cá bắt cá cạn hả? Dưa chua. Cá cạn hổng mình bắt nó, ăn không hết rồi bỏ tủ á. Đúng gã ra. Ông xã chỗ tài, ông xã làm hết nha. Hôm nay bà xã không có làm hết. Ngon quá. Tép này mấy đứa nhỏ nãy nó ăn dục nãy cũng bị hơi bị nhiều. Màu tép rất là đẹp. Này có sẵn vợ cũng vợ làm. Dạ vợ làm thì cái này cái vợ mua sẵn rồi, hổng giờ rồi mới gã đông ra. Con này mình bắt nè. Này có sẵn. Thủ mấy ngày dịch. Đây có ăn. Nước mắm ha. Không mình không cần, lấy chấm này ăn được, nó khô khô rồi. Ăn để chống đói còn có sức để mà chống dịch nữa. Có gì ăn đấy. Có gì ăn đấy. Cơm. Cũng ăn cơm trưa, một sáng thì 1.5 lon bạn, 2 lon yếu. Chiều 2 lon yếu, hai chồng ăn với gia đình nè. Mời các bạn ăn chung với mình luôn nha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà luôn em ơi. Chào cả nhà. Chào tạm biệt luôn con trai. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Đầu xù tóc gối lẫm quay luôn. Mình có gì sẽ chia sẻ cái đó. Rồi, chào tạm biệt cả nhà con gái. Chúc cả nhà. Chúc cả nhà dùng bữa cơm với mình thật là ngon miệng với mình nha. Rồi, còn có gì mình chia sẻ cái nấy nha. Giao lưu với cả nhà nha. Bye bye. Chồng thì giỏi lắm à. Bye bye.